G cao thủ màn non. Ôi trời ơi, gáy đi, cho bạn gáy đấy. Wow. Nope. Nope. Ở kia. Ui trời ơi, tự nhiên bị lag thôi. Máy của mình mà không bị nóng ấy, tụt FPS thì tuổi gì với mình. Từ từ nhá, đợi mình lấy công cụ hỗ trợ để biết thế nào là flaw trong tay của G cao thủ. Quá ghê gớm. Và đây là Paulo Tilo. Paulo Tilo, một cái tình huống múa phải nói là cực gắt. Fedora. Mùa hè đến rồi, book ngay một con quà tập nhật chỉ với 59k, lại còn được tặng kèm găng tay chơi game để tha hồ múa flaw mà không cần có người yêu. Chị ong, no, chị bay đi đâu, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây các bạn ơi. Ngày hôm nay thì thực hiện yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình đem đến cho tất cả các bạn không phải là biệt đội ong nâu, mà đây sẽ là biệt đội ong vàng nha mọi người. Biệt đội ong vàng. Trước khi giới thiệu qua về từng thành viên của biệt đội ong, thì cho phép mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán giả, cảm ơn tất cả các bạn khách hàng đã luôn đồng hành và quan tâm đến siêu thị của mình nhé. Thông báo với tất cả các bạn là siêu thị của mình vẫn còn hoạt động. Đấy, vẫn còn hoạt động trơn tru và còn có rất nhiều chương trình ưu đãi. Thì các bạn có thể quan sát qua tên nick này của mình cũng đã được đổi rồi, để khẳng định cho mọi người biết là siêu thị của mình nó vẫn còn hoạt động. Các bạn gặp vấn đề gì thì các bạn có thể nhắn tin qua fanpage G cao thủ Family để được hỗ trợ cho mọi người nha. Ok, một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn nhớ đến siêu thị của mình để ủng hộ mình trong khoảng thời gian vừa qua. Và cũng mong rằng các bạn có thể ủng hộ mình tiếp tục là trong những khoảng thời gian sau này chẳng hạn. Ok, quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay nhé. Thì biệt đội ong gồm có những thành viên nào như các bạn quan sát, mình đang chơi Elendo trong bộ trang phục chú ong bay cao. Từ từ đã, mình thấy qua lại chuẩn bị giao tranh sức đầu mẻ chán rồi. Mình sẽ chờ đợi cơ hội nhá. Khi mà Malok không còn quá nhiều máu, Malok còn chút máu, Malok bốc hơi chiến công đầu rồi. Dí luôn tu len này, tủ lạnh này, double kill, đôi mạng quá thơm. Thế là mình kiếm được đôi mạng rồi đấy. Chúng ta có Elendo trong vai chú ong bay cao, Anete trong vai chú Arochi ong bay thấp, đó. Thên trong vai bác ong bay vừa, trời đất ơi, đây là ba bộ trang phục ong nằm trong sổ sứ mệnh nha mọi người. Mình cũng không nhớ là nó nằm trong sổ sứ mệnh nào nữa, các bạn có thể để lại comment bên dưới giúp mình. Nhưng mà nói chung thì cái tên gọi của những cái bộ trang phục này rất đặc biệt. Biệt đội ong thì hiện tại chỉ có 3 trang phục thôi, vậy nên là mình đành tạm cho thêm 2 bộ trang phục vào nữa. Bởi vì là nó sẽ cùng tông màu vàng, vậy nên mình cho thêm Elsu, xạ thủ tinh linh và Lirac cảnh vệ bầu trời vào nhé. Bởi vì tông của nó là tông màu vàng, với cái màn xuất hiện chúng ta sẽ nhìn ngầu hơn và đẹp hơn rất nhiều. Ôi rồi, Tu Len là con nửa cây máu, thế này thịt luôn Tu Len. Ôi, bái trưởng chắc là Thên lỡ tay được các bạn ạ, chắc là Thên lỡ tay thôi. Chứ còn Thên đáng ra là phải nhường mạng cho mình ấy, bởi vì mình đang chơi chủ lực mà. Mình cần phải có được mạng, mình cần phải xanh thì mình mới lên được đồ gánh team. Đấy, nhưng mà chắc là vừa xong là Thên chỉ là lỡ tay thôi nhá. Đọc nhanh qua về tên gọi của những cái bộ trang phục như là
Elendo, chú ong bay cao, Anatea, chị ong bay thấp, Thên, bác ong bay vừa, là chúng ta có bay cao, bay thấp và bay vừa luôn. Nhưng mà mình cảm giác như cái bộ trang phục Elendo là chú ong bay cao này là một chú ong, nhưng mà mình thấy không giống ong một chút nào, ong gì mà to như con bướm luôn các bạn ạ. Đấy, mình sử dụng chiêu 2 các bạn nhìn không? Cái con ong gì mà to như con bướm luôn. Cái này không phải con ong rồi, khả năng cao con bướm, nhưng mà tên gọi lại là chú ong bay cao, khả năng cao đây là chú bướm bay cao thì hợp lý hơn nha mọi người. Đấy, nhìn như kiểu cái con bướm hay con chuồn chuồn ấy, chứ cũng chả giống con ong đâu, con ong nào nó to như thế. Thật sự là ong thì nếu như mà không, thật ra thì ong cũng có loại ong to như vậy nha mọi người, không biết ong này là ong gì thôi, chứ còn nhiều loại ong cũng to ta phết. Ok, chém gió cho mọi người thế thôi. Tiếp tục quay trở lại với trận đấu nha. Ôi rồi. Thên là bác ong bay vừa bị bắt nạt ghê quá nhỉ. Đây rồi, hàng là đây chứ đâu, thịt luôn. Tù liền bốc cơ này vào hết đây, cần cả thế giới. Zuka đi đâu? Ui, Zuka cơ động bốc hơi, team địch là mất 3 thành viên rồi. Thấy biệt đội ong đoàn kết như thế này mà chả thấy team địch phản ứng gì cả, đáng ra phải phản ứng team địch là khen hoặc là chê với biệt đội này thì mình còn cảm thấy hạnh phúc đây, chả thấy phản ứng gì cả, nghĩ mà cảm thấy buồn các bạn ạ. Nghĩ cảm thấy tội quá, nhưng mà thôi. Biết làm sao được, mình làm biệt đội từ trước tới nay thì có những trận đấu kiểu sôi nổi theo hình thức là team địch phản ứng rất nhiều, có những trận đấu là kiểu team địch không thèm quan tâm luôn. Đấy. Elendo là một trong những vị tướng chơi khá khó cho mọi người nha, chơi rất khó bởi vì đây là một vị tướng ảo diệu, chỉ cần mình đặt cái tiêu đề là Tulen. Ok, Tulen. Trời ơi, gặp ngay Tulen ở đây dí luôn Tulen, chạy đi đâu Tulen ơi. Cơ động vãi đạn các bạn ạ. Tulen cơ động vai trưởng luôn, không đuổi được mặc dù mình cũng cơ động không kém. Chỉ cần đặt tiêu đề là xạ thủ gọi là ảo diệu nhất liên quân thì các bạn biết là vị tướng nào rồi đấy. Này, Nagrod không chạy nổi. Mặc dù Nagrod cơ động nhưng mà cái việc khả năng là kiểu thả ong và bắt ong, thường mình hay gọi là thả bướm bắt bướm, nhưng người trong bộ trang phục này xin phép là gọi là thả ong bắt ong nhá. Bắt luôn Malok này, Malok về là không kịp đâu. Sẵn sàng băng trụ. Ui giời, cấp độ 7. Bốc hơi mình cấp độ 9 luôn các bạn ạ. Trong khi đó là Malok cấp độ 7 mà thôi. Cấp độ 7 ấy các bạn, chênh lệch rất nhiều nha. Mà Anantea team mình là cấp độ 6. Đủ biết là mình farm nhiều và mình ăn mạng nhiều như thế nào rồi. Thật ra thì ăn có 6 mạng thôi mà, do là mình tích cực đi farm đấy. Tích cực đi gánh, tích cực đi farm, hit được kinh nghiệm nhiều. Build đồ dành cho vị tướng Elendo mình lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị đi rừng cùng bao tố, ngoài ra sẽ là giày kim cường rồi đến thánh kiếm rồi đến rìu Hyoga. Sau đó là giày tấn công, rồi trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp bộ bệnh nhé. Đây là về build đồ này. Cách chơi Elendo thì chỉ cần các bạn kiểu như là thả ong rồi bắt ong, sử dụng chiêu 1 rồi các bạn có thể giật về, sử dụng chiêu 2 giật về, sử dụng chiêu 3 có thể bắt ong được tiếp. Nói chung là không phải là giật về đâu các bạn ạ, mà các bạn giật về cái vị trí của con ong nhé. Ví dụ chiêu 2 sử dụng thì con ong nó sẽ bay theo gọi là phương hướng, đó là hình tròn, nó bay vòng tròn các bạn. Nó bay vòng tròn thì các bạn căn làm sao cái con ong nó đang bay đến vị trí hợp lý để các bạn bắt. Lắm khi bay để có thể tẩu thoát, lắm khi bay sau bắt để có thể tiếp cận đối phương được rất là nhanh nha mọi người. Cái tầm này Nagrod tuổi gì? Trời ông chém vào không khí à? Chán luôn. Đáng ra Nagrod team địch là phải đi săn mình, mà đây bây giờ mình đi săn Nagrod luôn các bạn ạ. Đấy, ngán ngầm gì đâu, cơ động như thế này cơ mà. Tulen dí làm sao được mình? Tulen bốc hơi lần sau né mình ra nha. Đừng có động chạm tới ong, ong đốt là hơi bị đau đấy. Ong mà chích thì hơi bị đau đấy. Đây là biệt đội gia đình ong, hơi đáng tiếc, hy vọng rằng sau này Liên Quân ra mắt thêm 2 bộ trang phục ong đi cho chủ đề ong nó gọi là nó hoàn chỉnh đi. Thú thật với các bạn, mình là người làm biệt đội nhờ mình vẫn là thích và ưu tiên biệt đội nào đủ 5 bộ trang phục. 5 bộ trang phục nó gọi là quá hoàn hảo, chứ còn 3 bộ trang phục thì lắm khi mình cũng cảm thấy buồn lắm. 3 bộ trang phục phải nghĩ thêm 2 bộ trang phục nào cho hợp nữa để cho vào thì nó mới đẹp được đội hình nha mọi người. Đấy, ok, lấy nhanh cái trụ này. Rồi xong, có trụ. Mỗi lần sử dụng kỹ năng vị tướng Elendo các bạn nên đánh thường 2 phát giúp mình nha, chứ các bạn đừng có kiểu sử dụng kỹ năng liền tù tì. Đấy, các bạn có thể cấu rỉa thoải mái đi, còn gặp nguy hiểm thì chúng ta có thể bắt ong. Giai đoạn này sẽ là giai đoạn team mình ép trụ gây sức ép này. Trời ơi, team địch mới ăn được có 2 mạng mà thôi. Và các bạn đừng quên đây là kênh YouTube chuyên làm clip về biệt đội nhá. Mình sẽ hạn chế không đăng clip linh tinh, chứ còn mình sẽ làm chuyên clip biệt đội. Vậy nên các bạn cứ để lại comment ý tưởng, mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn. Kể cả ngày hôm nay đưa đến biệt đội ong là cũng thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả đấy. Các bạn nhìn mình bắt ong nhá. Đó, bắt ong được rất là xa.
nhưng mà làm khi cũng bị đối phương mai phục đấy. Ôi tú len, úi giời, lôi điểu. Ôi giời ơi, mất một cục máu ạ. Zuka không giết được Zuka kìa, đáng tiếc quá. Mà vừa xong tu len bắn cái lôi điểu như kiểu gãi ngứa cho mình luôn, mặc dù mình đâu có trâu đâu, chắc là tu len yếu quá các bạn ạ. Về cái màn gọi là cái màn loát trận thì nó cũng rất là hợp lý nha mọi người. Loát trận thì cả 5 cái bộ trang phục đều là màu vàng, rất đẹp. Hiệu kỹ năng của 5 bộ trang phục cũng là màu vàng luôn. Nhưng mà riêng Erendo về cái ngoại hình trong trận đấu thì không có gọi là màu vàng các bạn ạ. Mình thấy chủ đạo nếu như mà về cái ngoại hình trang phục mặc trên người sẽ là màu xanh. Đấy. Chứ còn sử dụng hiệu kỹ năng thì nó mới liên quan tới màu vàng nhé. Thường thường chúng ta có bài hát là chị ong no 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 no, chứ không phải là chị ong vang 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 vang. Có cái bài chị ong no 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 no, chị bay đi đâu ấy. Vẫn còn ra sức thủ trụ, chưa thấy gọi là team địch gọi là đầu hàng gì cả. Mà team mình ép thì chỉ có ép được đến thế mà thôi. Chứ còn bây giờ muốn ép được nữa phải ăn được mạng cơ. Chứ còn như này không ăn thua. Team địch ra dọn lính, team mình lại lên thủ như thế là team mình lại lên ép, team địch lại ra thủ. Này không ăn thua đây, phải ép đường lính siêu cấp này. Zuka, Zuka làm gì đây? Zuka ảo tưởng này, thịt luôn Zuka nhá. Ảo tưởng nó vừa vừa lại thêm ông ba lúc. Cứ nghĩ là như là ông dễ sơi lắm ấy. Ép nốt đường lính siêu cấp thứ 3 nha, cho gọi là 3 đường lính siêu cấp đi cho nó gọn gàng. Đấy, nhà tiên địch nó phải phẳng lì như sân bay. Ok, vậy là 3 đường lính siêu cấp rồi nhá. Ôi dồi ôi, Malok vai trưởng cái lớp giáp dày cực kỳ các bạn ạ. Thế nên vừa xong không giết được Malok. 3 đường lính siêu cấp rồi, tiên địch còn lời gì trăng trối nữa hay không? Thôi thì mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây nha mọi người nhá. Mình làm sao cố gắng kiếm được một mạng nữa cho tròn 10 mạng thôi cũng được. Đây rồi, mạng thứ 10. Ui giời, không kịp luôn, không kịp KS các bạn ạ. Không kịp KS dưới tay của Elsu. Chỉ cần một mạng nữa thôi cho 10 mạng gọi là tròn chính mà. Team địch bây giờ còn 3 người thủ nhà, vẫn còn cơ hội nha mọi người. Team địch đâu hết rồi? Không lên thủ là tôi phá thẳng nhà chính luôn đấy chứ. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá theo dõi clip của mình nha. Còn bây giờ bye bye người, bye bye.